đại sứ, vì đại sứ là tướng lĩnh, đảm nhận vai trò chỉ huy chiến lược, xây dựng và phát triển đội ngũ có đức tin, tu luyện vượt mọi thử thách. Sách Hoàng Sa, một chặng đường đầy khát khao kiến tạo và xây dựng đất nước chinh phục đất nước nhà vô địch. Vì vậy, tầm nhìn cho hành trình đại diện hay không hay chính là căn cứ của nhà hành trình đại diện, chiến thắng và chinh phục đại diện khách hàng với 6 nền tảng giá trị cốt lõi: tiên phong, kết nối, chính trực, trách nhiệm, tôn trọng, khát khao chiến thắng. Kẻ dẫn đầu, chiến binh 2017 đẳng cấp.